Good morning, everybody. Welcome to our class. Cô rất vui được gặp lại các em. Các em thân mến, ngày hôm nay học bài của Unit 6 Language Focus Part 1. Trong giờ ngữ pháp, chúng ta sẽ có 2 tiết. Hôm nay cô giới thiệu cho các em tiết đầu tiên của phần Language Focus. Reported speech with gerund, thể tương thuật với verb ing, hay còn gọi là danh động từ. Reported speech with gerund, tức là thể tương thuật với danh động từ, hay còn gọi là verb ing. Thì nội dung bài học gồm có những phần chính sau đây. Thứ nhất, đó là giới thiệu về thể tương thuật với gerund. Thứ hai, các động từ tương thuật với gerund thông dụng. Và thứ ba, luôn luôn là phần bài tập. Now, let's get started. Trước khi vào bài, kiểm tra lại từ bài học cũ của chúng ta. Report these sentences. Em hãy tường thuật các câu sau đây. Các em cần nhớ là trong giờ trước chúng ta đã học về thể tường thuật với to infinitive ở cái bài số 5. Ở ngày thứ hai tuần trước chúng ta học tường thuật với to infinitive. Bây giờ các em sẽ hãy làm 3 câu sau đây cho cô. Chúng ta có 2 phút để làm. Câu thứ nhất, we'll come back again. Chúng tôi sẽ trở lại. Và cái động từ tường thuật đây là promise. They promise. Vậy câu trả lời sẽ là they promise to come back again. Họ hứa là sẽ quay trở lại. Number two, you'd better not swim too far from the shore, the man said to us. Các cháu tốt hơn hết là không được bơi quá xa bờ, người đàn ông nói với chúng tôi. Và động từ tường thuật ở đây là advice. Các em có câu trả lời chưa ạ? Rồi, the answer is the man advised us not to swim too far from the shore. Trong cái câu trực tiếp là một câu mệnh lệnh phủ định. Cho nên chúng ta dùng not to advise somebody to do something or not to do something. Number three, could you close the window? John said to Peter. Ở đây có đối tượng là Tom nói với Peter. Và đây là một cái câu thuộc dạng mệnh lệnh. Vậy chúng ta dùng cái động từ tường thuật là told somebody to do something. Động từ chính ở đây là close. Vậy câu trả lời sẽ là John told Peter to close the window. Are you correct? Các em làm đúng không? Now, very good. Okay. Let's move. Look at some situation below. Chúng ta hãy xem một số tình huống sau đây. It was nice of you to have me. Thank you very much. Bà cụ nói với người thanh niên trẻ khi cậu ấy giúp bà đi qua đường. Như vậy đây là lời nói trực tiếp của bà cụ. Và chúng ta có một câu tường thuật như sau. She thanked him for helping her. She thanked him for helping her. Bà ấy cảm ơn cậu thanh niên về việc giúp đỡ bà. Các em ghi bài nhé.
Now let's move. À, các em nhìn thấy gì trong bức tranh ạ? À, những cái đồng nghiệp với nhau rất là thân thiết, thoải mái đúng nào sau giờ làm việc. Let's go for some drink. À, chúng ta hãy đi uống cái gì đó đi. À, người thanh niên trẻ đề nghị. Let's go for some drink. Và chúng ta có câu tường thuật. The young man suggested going for some drink. Người thanh niên đề nghị đi đâu đó để uống nước. Suggested going. Let's move. Tình huống tiếp theo. Các em nhìn thấy gì ở trong bức tranh nào? À, he is in a hurry. Cậu ấy rất là vội vã đúng không? À, có lẽ là giờ học đã bắt đầu mà cậu ấy vẫn còn trên đường. Và khi cậu ấy đến lớp thì bạn thấy cái gì ạ? À, giờ học, triết học, philosophy đã bắt đầu. Và thầy giáo quay lại bảo you are late. Em lại muộn nữa rồi. Sorry, I'm late. À, xin lỗi thầy, em đến muộn. Như vậy, chúng ta có câu tường thuật là he apologized to the teacher for being late. Cậu ấy xin lỗi thầy giáo về việc đến muộn. Câu nói trực tiếp là I am late. Thì khi sang gián tiếp thì chúng ta dùng giới từ là apologize for doing something. Apologize to somebody for doing something. Tí nữa cô sẽ giải thích kỹ cho các em. Chúng ta chỉ nhìn thấy ở đây là có một cái câu là cậu ấy đã xin lỗi thầy giáo về việc đến muộn. The next. Cô bé đang cầm một cái chai nước và mồ hôi đấm đìa trên khuôn mặt đúng không? It's so hot today. Let's go to the beach. Rõ ràng cô ấy đang mơ đến một cái cảnh ra bãi biển. Cô ấy đề nghị, cô ấy đề nghị hoặc là dụ một số bạn khác là let's go to the beach. Chúng ta hãy đi đến bờ biển đi. Như vậy chúng ta có thể tường thuật lại là she suggested going to the beach. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học đó là reporting speech with gerund, thể tường thuật với danh động từ hay còn gọi là verb in. Thì như các em vừa xem xong các tình huống cô vừa cho. Câu thứ nhất là he suggested going for some drink. He apologized for being late. Và she thanked him for helping her. Thì ở cái câu thứ nhất nó có cái dạng cấu trúc đó là verb cộng với verb in. Verb ở đây là động từ tường thuật. Rồi cộng với động từ chính ở dạng verb in. Một động từ tường thuật rồi cộng với verb in. Ở câu thứ hai thì nó lại có cái cấu trúc đó là verb cộng với preposition cộng với verb in. Có nghĩa là động từ tường thuật rồi đi với giới từ, tại vì sau động từ apologize chúng ta luôn dùng giới từ for và sau đó chúng ta dùng động từ nguyên mẫu thêm in for being late, apologize for being late. Ở dạng câu thứ ba, verb cộng với object cộng với preposition and verb in. She thanked him for helping her. Sau động từ thank phải có một cái tân ngữ cảm ơn ai về cái gì? À, giới từ for cũng verb in giống như ở phía trên là xin lỗi. Xin lỗi thì chúng ta có thể dùng to somebody, xin lỗi ai đấy. Còn cùng thông thường thì người ta nói là xin lỗi về việc gì thôi. Còn cảm ơn thì thường có tân ngữ đi sau kèm nữa. She thanked him for helping her.
Như vậy ở đây các em sẽ làm quen với ba cái cấu trúc của thể tường thuật. Thứ nhất, verb cộng verb in, verb cộng tân một giới từ cộng verb in, hoặc là verb cộng tân ngữ rồi cộng giới từ cộng verb in. Tiếp theo một số động từ khác nữa. Thường thì những cái cấu trúc này thường dùng để làm gì? Để mà tường thuật lại những cái lời cảm ơn này, lời xin lỗi, lời đề nghị hoặc là lời phủ nhận. Lời tường thuật lại lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời đề nghị hoặc là lời thú nhận. Chúng ta đi vào một số cái động từ thường gặp khác nữa. Ở dạng verb verb in thì có là admit cộng verb in là thừa nhận đã làm gì. Deny verb in phủ nhận đã làm gì hoặc là chối bỏ. Suggest verb in đề nghị làm gì. Còn verb cộng với giới từ cộng verb in thì chúng ta có các động từ hay gặp, đó là insist on verb in, khăng khăng đòi làm gì. Insist on verb in. Hoặc là dream of verb in, mơ ước làm cái gì. Dream đi với giới từ of. Các em nhớ học thuộc lòng những cái cụm từ này luôn. Look forward to verb in, mong chờ làm gì. Look forward to verb in. Và think of verb in, nghĩ về làm gì. Think of hoặc là think about. Trường hợp tiếp theo, verb cộng tân ngữ cộng preposition cộng với verb in. Accuse somebody of verb in có nghĩa là buộc tội ai về việc gì. Ví dụ, he accused the boy of breaking the window. Ông ta buộc tội thằng bé về việc làm vỡ cái cửa sổ. Các em lưu ý là đằng sau kỳ giới từ là động từ nguyên mẫu, thêm in. Cho dù hành động đã xảy ra, you broke my window, thì câu thường thuật của chúng ta là he accused the boy, buộc tội thằng bé về cái việc làm vỡ cửa sổ. Blame somebody for verb in, đổ lỗi cho ai về việc gì. Blame for cũng giống như thank for, apologize for, chúng ta có giới từ blame for. Ví dụ, the man blamed the doctor for killing his wife. Người đàn ông đổ lỗi cho bác sĩ về việc làm chết vợ ông ấy. Ta có chữ thank somebody for verb in. Cảm ơn ai về việc gì? I thank him for carrying the handbag. Tôi cảm ơn cậu ấy về việc xách dùng cái túi xách. Các em ghi bài nhé, nhớ ghi chép cẩn thận. Chúng ta có cụm từ stop somebody from verb in. Stop somebody from, ngăn cản ai khỏi việc gì. Giới từ ở đây là from, ngăn cản ai khỏi việc gì. Tương tự prevent somebody from, hai cụm từ này giống nhau, có thể dùng thay thế cho nhau. Congratulate somebody on verb in. Em nhớ động từ này quan trọng này. Chúc mừng ai về việc gì. Nếu trong lời nói trực tiếp là congratulation
Thì động từ tường thuật là congratulate somebody on moving. Tiếp tục động từ warn somebody against moving. À, khuyến cáo hoặc là cảnh báo ai. Cảnh báo ai đừng có làm gì. Against. Và động từ apologize. Apologize nhé. To somebody. À, xin lỗi ai. To somebody. Có thể có hoặc không. Cho nên cô để ở trong ngoặc kép. Trong dấu ngoặc đơn xin lỗi. For verb in. Apologize for verb in. Xin lỗi ai về việc gì. Ví dụ chúng ta làm nhìn cái ví dụ sau đây. I hear you passed your exam. Congratulations. John said to us. Đây là lời nói trực tiếp của bạn John. À, John nói với chúng tôi. Trong đầu của John hiện ra cái hình ảnh là hai bạn vừa mới là đậu kỳ thi. Thì trong lời nói trực tiếp là I hear you passed your exam. Congratulations. Thì chúng ta tường thuật lại bằng một cái động từ tường thuật đó congratulated. À, động từ tường thuật nhá, luôn luôn để ở dạng quá khứ đó các em. Vì hành động đó đã xảy ra rồi thì chúng ta mới kể lại. Cho nên cái động từ tường thuật này luôn ở dạng quá khứ. Giới từ họ đã cho sẵn. Và công việc của chúng ta là thay động từ chính vào. Tôi nghe rằng bạn đã đậu kỳ thi. Có nghĩa là cho chúc mừng về cái việc đậu kỳ thi của chúng tôi. Vậy câu trả lời sẽ là John congratulated us on passing our exam. Chúc mừng chúng tôi. Đấy là, chữ we biến đổi thành us. Động từ pass. Đây, động từ pass đưa về dạng verb. Còn cái chữ your exam, các em thay đổi cho nó phù hợp với cái lời nói gián tiếp. Đó là our exam. Về kỳ thi của chúng tôi, chúc mừng chúng tôi. Cái này nó phải phù hợp với cái này này. À, tân ngữ phải phù hợp với sở hữu. Vậy bây giờ mời các em đi vào phần bài tập của trang 74. Exercise số 1. Họ cho các em 4 câu đầu tiên. I hear you passed the exam. Congratulations, John said to us. Thì câu đó cô vừa mới làm ví dụ minh họa cho các em xong. Và câu trả lời của chúng ta cô viết sẵn lên đây luôn. Đó. Tương tự các em sẽ suy nghĩ câu 2. I'm sorry. I didn't phone you earlier. Mary said. I am sorry là câu nói xin lỗi đấy. À, trực tiếp. Còn khi mình tường thuật lại thì mình nói là apologize for. Câu này là câu phủ định, là tôi xin lỗi là đã không gọi cho bạn sớm hơn. Thì rõ ràng ở đây chúng ta phải for là for not. For not này, động từ phone này em đưa về dạng verb in. For not phoning, you đó chính là me. À, không gọi điện cho tôi sớm hơn. Vậy câu trả lời của chúng ta là for not phoning me earlier. Cái chữ e nha các em, động từ có kết thúc bằng chữ e, các em bỏ e đi trước khi thêm in. Câu số 3, I'll drive you to the station, I insist. Anh sẽ chở em đi đến nhà ga, anh năn nỉ mà. Peter nói với Linda. Như vậy, Peter năn nỉ về việc gì? À, đó là việc chở. À, chở cô Linda đến nhà ga. Đấy, các em phải lấy cái động từ chính là động từ drive nhá, không có động cái các cái thì tương lai rồi quá khứ chúng ta không quan trọng, mà các em phải lấy cái động từ chính ở đây này. Giống như trên này thì mình lấy chữ phone, thì dưới này mình lấy chữ drive, dưới này nữa thì mình lấy động từ pay, đúng chưa? Các em quan tâm đến cái động từ chính để thêm in. Và động từ drive là kết thúc bằng chữ e, cũng giống như chữ phone, các em bỏ e đi trước khi thêm in. Và câu trả lời của chúng ta là gì nào? Đó. Peter insisted on driving Linda to station. Các em chép bài đi nha.
Number four, you didn't pay attention to what I said, the teacher said to the boy. Em không chú ý vào những điều cô nói. Cô giáo nói với thằng bé. Như vậy ở đây là một lời buộc tội. Accuse. Accuse somebody of. Buộc tội ai? Buộc tội thằng bé này. The teacher accused the boy of. Về cái tội gì? Là không chú ý. Not paying. Đồng từ pay thêm in vào. Attention to what she had said. Tại had said là sao? Là vì nó lùi. Ở đây động từ ở quá khứ thì mình lùi về quá khứ hoàn thành. Cũng giống như trong tường thuật một câu phát biểu vậy. Cái này quá khứ, các em lùi về quá khứ hoàn thành. Còn chữ I, ở đây là thầy giáo nói, thì cô giáo nói, thì rõ ràng mình lùi chữ I thành chữ she. Là thay đổi chữ I thành chữ she. Chúng ta tiếp tục. Câu số 5. I have always wanted to be rich, Bob said. Tôi luôn luôn là mơ ước trở nên giàu có. Giàu thì đúng là mang lại hạnh phúc cho người khác và làm cái việc gì cũng dễ. Cho nên ai cũng thích giàu, đúng không? Lại còn có thể giúp được cho những người thân của mình và những cộng đồng và cộng đồng của mình nữa. Cho nên thì ở các nước tư bản thì người ta vẫn rất là khuyến khích, là rất là hâm mộ những người giàu và luôn luôn mơ ước trở nên giàu có. Chúng ta cũng vậy thôi. Bob has always dreamed of. Vậy chúng ta mơ ước, Bob luôn luôn mơ ước về. Về ở đây động từ be này này, các em sẽ đưa về động từ nguyên mẫu là gì thì chúng ta suy nghĩ nha. Câu số 6. Don't stay at the hotel near the airport, I said to Anne. Đừng có ở lại ở trong cái khách sạn mà gần với sân bay, tôi nói với Anne. Sở dĩ như vậy là thường là ồn, máy bay lên xuống nó ồn và nó rung. I warned. Ở đây là cảnh báo, đừng có làm gì. Thì đối với câu số 5, câu trả lời sẽ là of being rich. Câu số 6, ở đây động từ chính là stay. Và cái đối tượng để cảnh báo đó là Anne. I want Anne. Against the, động từ chính là staying at the hotel near the airport. Right. Ta tiếp tục với câu tiếp theo, câu số 7. Stay here, I can't let you go out tonight, Jane's mother said to her. Jane's mother prevented from. Ở nhà đi, mẹ không thể nào mà cản con đi chơi. Tối hôm nay như vậy ở đây là một cái lời là ngăn cản rồi. I can't let you go out tonight. Thì cái câu tường thuật ở đây họ cho gợi ý là ngăn cản khỏi việc gì. Và câu số 8 là gì đây? Cô cho đáp án luôn. Là Jane's mother prevented her from going out tonight. Tonight sẽ thay đổi thành that night. Prevented her from going out that night. Ở câu số 8. It was nice of you to visit me. Thank you, Miss White said to Jack. It was nice of you là một lời cảm ơn rồi. Bạn thật là tử tế khi đến thăm cô. Cảm ơn, Miss White nói như vậy. Vậy cái đối tượng ở đây là bạn Jack. Và cô cảm ơn về việc gì? Về cái việc là đến thăm cô. Đó, cả một cái cụm từ đằng trước nha. Là một cái cách nói thôi. Nhưng mà cái mục đích chính ở đây đó là cảm ơn về cái việc đến thăm. Cho nên chúng ta quan tâm đến cái động từ chính là visit. Nhá. Chứ không nói là về being nice. Thank for being nice of him to visit her. À, chúng ta lưu ý là chúng ta không tường thuật một cách dài dòng. Chúng ta chú ý vào trọng tâm của vấn đề là cảm ơn về cái việc đến thăm. Đó. Nên chúng ta nói như sau. Đó, các em thấy ngắn gọn không?
Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi sang dạng bài tập thứ hai. Và trước khi làm bài tập này thì cô cũng nhắc lại, hôm trước chúng ta đã học mà khi các em làm về cái câu tường thuật ấy, thì có nếu gặp những cái trạng từ về thời gian và nơi chốn thì các em lưu ý là chữ here thì trở thành there. À, bên này là trực tiếp, bên này là tường thuật này. Here trở thành there. This trở thành that. Now trở thành then. Bây giờ thì trở thành khi đó. Today thì trở thành that day. Tonight thì trở thành that night. Đó, cái này chúng ta vừa gặp xong đó. Tomorrow thì trở thành the next day hoặc the following day. Và yesterday thì trở thành the day before. Cái này các em học thuộc lòng nhé các em. Cái câu tường thuật này lên lớp 12 thì đi thi tốt nghiệp, chúng ta cũng phải sẽ gặp một vài câu ở trong cái thể tường thuật này đấy. Bây giờ mời các em làm bài tập trắc nghiệm. Chúng ta có 6 câu. Em hãy lựa chọn một đối phương án đúng để điền vào chỗ trống. Hầu hết ở đây đều kiểm tra về giới từ nằm sau động từ tường thuật. Câu số 1, the police prevented us getting into the park. Và có 4 cái giới từ này. Thì các em đã vừa mới học xong là prevent somebody from doing something. Câu trả lời là câu A. Câu 2, the old lady warned us cutting flowers in the park. Và nhớ sau chữ one này somebody against. Đấy, các em chỉ cần học thuộc các cái động từ nữa. Vừa rồi thì các em phải nhớ rất là chọn rất là nhanh. Câu số 3, Miss White thank you. Cảm ơn về cái gì? Giới từ là for. Câu thứ 4, my classmate congratulated me. Giới từ là on. Câu số 5. Đấy. Câu số 6. Đấy. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là hết. Bài tập về nhà. Các em hãy chuyển những câu sau đây thành thể tường thuật. Thưa cô, bài tập có 5 câu. Chúng ta đọc kỹ những cái tình huống câu trực tiếp và sử dụng câu tường thuật. Admitted là thừa nhận. Prevent là ngăn cản. Deny là phủ nhận. Regret là hối tiếc. Và apologize. Các em ghi chép bài cẩn thận phần bài tập này. Lưu ý là các em chỉ làm cái câu trả lời thôi, không cần chép cái câu trực tiếp ở phía trên nhá. Các em làm được 5 câu đấy rồi chụp lại gửi qua đường link cho các thầy cô. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thank you for your attention and goodbye.